rồi thì bắt đầu mình tỉa cành tạo tán cho nó kỹ. Thì đối với cây này, vườn cây này của mình thì mình phải tỉa cành tạo tán trước khi mà mùa mưa tới. Rồi chào bà con, thì hôm nay mình đang tới cái vườn sầu riêng của anh Dũng ở Học Thành Đông của Long An ha. Thì hiện bây giờ là mình đang cầm trên tay mình cái lá sầu riêng nè. Đó, con rể nó còn y nguyên nè anh. Đó, anh thấy nó bò chạy tới chạy lui không? Đó. Thì đây là cái nguyên nhân cái bộ lá của mình ở đây. Đây là cái nguyên nhân mà nó bị cháy rầy nè. Đây cái lá này. À, do cháy rầy chứ không phải là do bệnh gì hết. Là do mình quản lý cái con rầy nó chưa kỹ. Trong cái giai đoạn mà sầu riêng á thì khi cái cây của mình mà nó bắt đầu nó le cái mũi giáo như thế này nè. Đó. Nó le mũi giáo như vậy. Là bắt đầu là mình xịt. Và cái cử này là mình phải xịt cho thật là kỹ. Đúng rồi. Mới vừa xịt xong á. Dạ, mình xịt á là xịt nó là tắm cây luôn. Đúng à, rồi. Để tiêu diệt là cái trứng nè. Cái trứng rầy rồi cái rầy con và tiêu diệt luôn là cái con rầy lột xác, chống lột xác luôn. Đó thì cái cử này là mình xịt cho nó mạnh. Mình xịt mình tắm toàn thân luôn. Thì khi mà mình xịt cái rầy và con nhện đỏ trong cái giai đoạn mà cái đọt của mình nó đang đi như vậy là anh cộng luôn giùm em là cái chai rồng xanh vọt đọt. Kết hợp với thằng rồ combi hoặc là siêu amino. Khi mà mình xịt cái loại đo, cái thằng rồng xanh vọt đọt vô kết hợp với rồ combi và siêu amino là nó sẽ đánh thức luôn những cái bật, nó bật luôn những cái chòi nách ở trong này ra. Anh xịt vô giùm em là trong vòng là 24 tiếng hoặc tối đa là 48 tiếng là anh thấy những cái chòi này. Chòi nó bung ra. À, nó bung ra luôn. Nó đi ra đều ra mạnh luôn, nó ra chòi nách luôn. Chứ không phải là nó đi cái đọt đọt như vậy không. Thường thì anh thấy nó đi đọt này, nó ra. Và chừng 4-5 gặp lá thôi đúng không? Thì khi mà anh xịt cái thằng rồng xanh với siêu amino và cái thằng rồ combi anh sẽ thấy là nó đánh thức từ nó bật từ cái chòi nách ở trong này nó đi ra luôn. Từ trong chòi ra. Dạ, nó làm cho cái cây của mình nó xây được cái bộ tàn rất là đều và nó ra được cái bộ đọt rất là nhanh. Ra nó đều, nó phủ tán lá mình nó rất là đều. Thì như vậy thì cái cây của mình nó sẽ tăng cái khả năng quang hợp lên. Nó nuôi cái cây rất là tốt. Còn bình thường thì như vậy anh thấy nè, cứ mỗi tháng này nó ra chừng 4-5 cặp lá như vậy. Thì ra đầu đọt không à? Nó không ra nó nách. Thì cây của mình nó cũng không đủ sức, không có sung. Và đặc biệt là những cái tầng rời nè. Tầng rời có tầng nách này mà nó ra đều á thì sau này cái tay chi tay nhánh của mình cạnh cái cành mang trái nó nhiều. Nó và cành nó lực. Ở bên dưới thì mình đang tưới cái bộ siêu dưỡng cây định kỳ ha. Hay là tải hạt kim. Cũng lâu lâu mới tưới chứ không có tưới thường. Dạ. Rồi cây này mình bao lâu mình mới rải hạt kim một lần? Một tháng. À, một tháng rải một lần. Đó, rồi cái cây này là khi mà cái cây đỏ của mình nó ra mà anh hay là bà con mình khi mà cây bệnh 2 năm tuổi rồi thì bắt đầu mình tỉa cành tạo tán cho nó kỹ. Thì đối với cây này, vườn cây này của mình thì mình phải tỉa cành tạo tán trước khi mà mùa mưa tới. Thì lúc gài là làm được ha. À, lúc gài tỉa là cũng phải để cho nó cái đọt nó cái đọt nó đi. Cái đọt mà nó lụa cỡ này trở lên là bắt đầu chúng ta là cắt cành tạo tán được rồi. Mà khi mà mình cắt cành tạo tán thì bắt đầu mình cắt cái từ cái tầng chân đi lên tới hơn nửa cây thôi. Đúng rồi. Hàng nửa cây đổ xuống. Chứ mình không cắt là lên luôn. Nếu mà cắt nhiều như vậy á thì làm cho cây mình nó mất sức, nó mất cành. Nó đều bị giật mình là cây của mình cành nó ốm. Rồi cái bước kế tiếp để mình hướng dẫn luôn cho anh là cái khi mà mình qua hết một cái đợt này rồi thì mình sẽ xử lý là làm mô trước mùa mưa luôn giùm em. Đấy, cái mô này cũng tới thời điểm làm rồi. Thì kè là mình kè là mình kè giật cấp. Đúng rồi, bây giờ xuống. Bây giờ nó ra rễ là lúc mà này rồi nè. Dạ. Bây giờ là cái mình phải ốp mô lại. Dạ. Kè mà mình kè giật cấp xuống. Rồi sau này á khi mà mình kè xong là mình cũng xử lý trước mùa mưa luôn. Là mình kè xong rồi bắt đầu là mình cào xuống. Dạ, mình cào cái đỉnh mô mình xuống để cho nó lồi cái chân rễ lên. Thì anh làm anh sử dụng cái bộ cào ba răng á, anh cào giùm cho em. Rồi cái cây của mình mà nó càng lộ cái gân rễ lên thì cái cây nó càng mau phát triển. Và mình thường xuyên xới cho đất của mình nó tơi xốp. Còn đi phân đi dinh dưỡng rồi này kia vô nó cũng không có bị mất phân của mình. Còn mà mình để như vậy mình thông thường xuyên xới á, là bắt đầu là mình tưới nước nó bắt đầu nó lèn. Nó bả kia mà nó áo mặt trên á, mình rải phân thuốc xuống là bắt đầu nó không thấm xuống kịp. Là khi mà nắng lên bắt đầu là nó sẽ bốc hơi. Rồi đi lại cây này đi. Đó. Cây 6.
Đây, như cái cây này nó cũng đều đều vậy nè chứ nó không có dạ. như cái cây này nè, như cây này là hai cái nhánh này nè, cắt bỏ là phải cắt bỏ nè. Nó nằm xà ở dưới, nằm nó rồi nó trái nó thòng dưới đất, dạ thòng dưới đất rồi nó lại những cái nhánh này là nó mang trái không đạt. Đúng rồi, khi mình đi vô chân hay là đi làm cỏ nó cũng vướng mình, nó khó làm. Cái mô này thì hồi đó là mình có lên một kẹ mô một lần rồi đúng không? Đúng rồi, mấy lần lận. À. Cái này là hai lần rồi đó. Dạ, nhưng mà mình kẹ không giật cấp. Ừ, không có giật. Dạ, nên cái cây của mình nó chậm phát triển. Bây giờ là làm lúc ngoài này. Dạ. Làm ngoài này cái đầu cái có mình đào xuống. Mình kẹ mình không giật cấp á, là mình tưới nước cái kiểu như cái lòng chảo nè, anh thấy các bạn ở trong rồi nó thấp hơn ở ngoài nữa nè. Ừ. Bắt đầu là mình tưới nước nó tập trung vô, nó dồn vô, nó làm hư úng cái phần cổ rễ này. Cái cây của mình nó lúc nào nó cũng bộ rễ ở trong nó cũng ninh nước đó, thì nó dễ dẫn đến là cái tình trạng là bị úng thối rễ. Thì sau khi mà kè mô cái chân mô này lần kế tiếp thì anh giật ra luôn giùm em. Đúng rồi đó, cào là cho nó lầu cái rễ lên. Đây thì hiện giờ nè anh thấy nè, cái này là cái rễ nó cũng muốn lú rồi đó. À, hôm đó có cào một lần rồi. Đối với cái mô này thì bây giờ á mình phan hay kè cũng được nữa. Cào trước. Dạ, mình cào xuống, cào cho nó tuột xuống. Cào tuột xuống đây thôi. À, cào cho nó tuột rồi chỗ nào thiếu á phải khoát cỏ vòng vòng để hết cào xuống, cái đầu cái mình bỏ phân cái mình cào xuống. Dạ. Rồi mình trước khi mình cào á là mình phải tưới cái bộ dưỡng rễ trước, cái bộ phục hồi trước để cho cái bộ rễ mình nó mạnh. Rồi cái đọt mà lá nó già rồi mình hái cào. Cái bình 5 lít đó hả? Dạ, bây giờ anh tưới giùm em là cái can Hoàng Thiên Long á, cái bộ Hoàng Thiên Long. Loại mới đó, nó kích thích cái bộ rễ của mình phát triển mạnh hơn, rồi nó hạ phèn, nó cân bằng pH. Rồi nó giải độc hữu cơ, giải độc bích lo trong đất của mình rất là nhanh. Hoàng Thiên Long. Dạ, Hoàng Thiên. Hoàng Thiên. Dạ, cái can đó thì 5 lít mình cộng với 2 hũ micro dico nữa. Ừ. Thì mình pha tới 5.000 lít nước lận. 5.000 lít nước. Dạ, 5.000 lít. Sập đứa này bắt bài chưa nghe đó nè. Cái can đó đặc biệt là vào tháng mưa này nè, và nó sẽ đem nó sử dụng là chuyên về cho cái cây mình sau khi mà thu hoạch hoặc là cái cây mình bị si, là anh tưới nó vô nó sẽ làm cho cái cây của mình bật chồi lên nhanh lắm, và đặc biệt là cái bộ rễ của mình nó sẽ kích thích cái bộ rễ cám của mình phát triển mạnh, và nó ra nhanh và nó ra đồng đều hơn, và nó cân bằng pH trong đất của mình. Đặc biệt vào chuẩn bị vào tới mùa mưa nè, là cái hàm lượng mà mưa đầu mùa là mưa axit rất là cao, thì khi mà mình tưới cái canh Hoàng Thiên Long nó rồi, nó sẽ làm cho cái hàm lượng axit nó loãng ra rất là nhanh, chống xâm nhập vô cái bộ rễ cây của mình, làm cho cây của mình là nó không bị ảnh hưởng về cái nước mưa mà nó axit đó nó làm quéo rễ. Thì thằng Hoàng Thiên Long nó sẽ làm được cái chuyện đó cho vườn cây của mình. Cái canh Hoàng Thiên Long. Dạ. Nó cũng cái đó là điện sử dụng y như cái chai vậy nha. Diễm chắc có mà. Dạ, diễm. Diễm là có. Ừ. Mình sử dụng cũng y chang như là cái mình tưới y chang như là cái thằng siêu dưỡng cây hoặc là siêu phục hồi luôn. Mà giờ còn ở trong nhà là mấy bình siêu dưỡng cây á. Dạ. Nhưng mà trước khi mình kẹ mô thì anh sử dụng giùm em cái canh Hoàng Thiên Long trước đi. Dạ, tưới trước. À, tưới trước xong. Tưới trước trong khoảng nửa tháng. Chừng nửa tháng rồi mình hái cào. À, mình hái cào để cho trong chi chi không? Là trong cái thời gian đó để cho cái thuốc của mình á là bắt đầu nó phát huy tác dụng, nó thấm sâu vào rễ. À, nó kích thích cái bộ rễ của mình rồi mình hái lại. Ra đọt rồi lại đằng cây này nó mới lá nó lụa. Cây này là cái màu lá này nè. Lá này là do là mình bị tháng thư. Tháng thư là do cái thời gian và thời tiết mà hôm Tết á là sương muối nhiều, sương mù á là bị cháy sương muối. Chứ không phải là nó bệnh gì hết á. Không phải bệnh ha. Dạ. Rồi bắt đầu là bây giờ là mình anh mình xịt giùm em là cái siêu giáp á, hoặc là cái chai siêu giáp đồng, và mình xịt lên. Mà đọt non này mình không có xịt được. Đúng rồi. Đọt non xịt vô nó quéo đọt ạ. À, sau khi đọt mình già là mình xịt lên, xịt áo giáp đồng là nó sẽ rụng hết những cái lá này, rụng hết những cái lá bệnh này. Bắt đầu là sau khi mà nó rụng là nó nhẹ rụng rồi là anh xịt cái giùm em là cái thằng đồng xanh vọt đọt á, kết hợp với đồ combi đó, anh xịt là những cái lá này nè, lá nó rụng nè, nó bật chồi ra cực kỳ nhanh luôn, nó ra từ ở trong mắt nó ra luôn, chứ không phải là như hiện bây giờ là cái cây của mình nó đang ra cái đọt này không đó. Thấy giờ nó đang đậm đọt không ạ? Rồi ngăn ngừa sâu rè cho kỹ. Rồi mỗi một cây đọt vậy là anh muốn đọt của mình ra nhanh ra đều thì anh kết hợp giùm em là cái dòng xanh vọt đọt kết hợp với rồ combi và cả siêu amino
mình thay thế luôn cái chai bột đậu sầu riêng qua chai đồng xanh. Có cái cây bệnh mà lúc nào nó cũng quéo 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 là không lẽ nó bị gầy, màu lá nó bị gầy không à? Gầy không phải không? Dạ, như lá này, lá này đang bị quéo nè, nó đang bị gầy nữa. Nè, lá này lá bị gầy nè. À, rồi còn mình còn thêm là cái con đẹp sáp nữa nè. Đây đẹp sáp thì nhiều lắm. Đẹp sáp thì anh sử dụng giùm em là cái chai mảnh tướng diệt đẹp đó. Nó mình xịt là nó sẽ hết. Mà điều xịt đi đó không dám xịt nó đậm. Dạng cũng như là một chai đó mà mình vô chừng 600 lít à. Cái chai nào anh? Chai gì mới nói đó? Diệp sáp hả? Chai đó 400 à. Chai diệp sáp 400 hả? 400 à. 400 mình trị á. Bây giờ là mình xịt có lấy ba phi lận. Sao đủ phê nó chết? Nó không chết. Đâu chết được. Giật lại không giật. Vậy không giật. Mạnh đúng liều đó thôi. Đúng liều nó là cái chai diệp sáp của mình nó là 4 từ 4 cho tới 600. Nhưng mà anh xịt giùm em là cái liều 400 là được. Từ khi mà cái cây của mình, cái cây con mình xả nóng ra cây á thì mình xịt 600, còn cây mình đã lớn rồi, 2 mét trở lên rồi. Là mình xịt cái liều 400 giùm em là được. Anh lấy 2 phi vừa. 2 phi là vừa nó mới chết được cái con đẹp sáp này. Tại vì mình xịt ướt hết đơn rồi, xịt đẫm luôn á. Nhưng mà nó đâu đủ độ chết, đâu đủ độ phê đâu. Nó bị lộn này ha. Dạ, nó bị lộn thuốc, ca gấp gửi luôn rồi. Gửi thuốc rồi. Đó, rồi bắt đầu là kèm ô nè, hệ thống là mình kèm ô nè. Rồi giật cấp xuống ở bên trên. Đó, thì trước khi mình kè thì anh tưới giùm em là cái can Hoàng Thiên Long kết giờ hợp với vô giờ cô cấp xuống bây giờ. Dạ. Cái đầu cái mình bỏ phân vòng vòng hết, mình ốp vô. Dạ. Lớp giá nữa được chỗ nào thiếu thì mình ốp vô. Ốp vô hả, thì bắt đầu là mình khi mình giật á là mình giật là từ cái chân này là ở ngoài này là mình giật vô. Dạ, giật vô chứ được cái tên kia mình giật xuống là không được. Giật, nếu ở trên mình giật xuống là nó đứt rễ của mình dữ lắm. Còn ở dưới này mình giật từ từ vô, từ lên đó là mình xây vòng là đều cái mô mình luôn. Còn chỗ nào hơi bị thiếu đất thì mình lấy đất ở ngoài kè vô xíu. Rồi bắt đầu là tưới Hoàng Thiên Long. Trước khi là mình kè mô xới là mình tưới trước một cử là 15 ngày hay là 20 ngày sau là bắt đầu mình mới xới. Xong rồi là hoàn toàn rồi, mình xới xong là bắt đầu mình tưới thần sấm tiêu diệt tiến trùng nấm khuẩn trước. Xong đó mình quay trở lại tưới thêm cử Hoàng Thiên Long nữa. Rồi bắt đầu mình đi dinh dưỡng bình thường trở lại. Dạ. Bằng cái bộ dưỡng cây. Dạ. Cây này 2 năm mà thấy nó cũng không khác không hả? Không, theo mà cái vùng đất này ở trên này của mình mà cây 2 năm tuổi như thế này là đạt. Tại vì cái vùng đất này của mình lên là đầu tiên, thứ nhất là nó bị phèn. Đúng rồi. Nó phèn nhiều. Rồi mình lên là mình không phơi đất mà mình lên lại trồng liền. Lên là trồng liền luôn á. Cây với anh và với bà con chúng ta xem cái video này á thì em sẽ hướng dẫn cho mình là cái cách để mình khi mà mình lên mô mình trồng. Là đầu tiên khi mà mình lên clip rồi, lên mô rồi, mình phơi đất được từng thấp nhất là 1 tháng. Còn mà 2 tháng thì càng tốt, phơi cho đất nó càng khô, càng khô, càng khô trắng luôn. Đó, khi mà mình lên xong là gãi vôi diệt khuẩn xong là bắt đầu mình tưới cho nó thấm, bắt đầu mình phơi xong rồi nó khô được tầm nửa tháng 20 ngày bắt đầu gãi thêm một cử nữa rồi tưới lên phơi tiếp. Thì bắt đầu mình sao từ 2 tháng, từ 1 tháng tới lên mình hạ trồng là cây mình nó sẽ phát triển tốt nhất. Lâu lâu thì đây là những cái hướng dẫn của anh cũng như chú ý một con ha. Nó đi đọt, còn cây đó thì nó không đi.